anh, và chúng ta sẽ rất nhanh chóng đến với vòng khởi động và vòng làm nóng của thể thức tiếp theo, thể thức thi đấu thứ tư trong ngày hôm nay, CBR 150R. Và đây cũng là một thể thức rất đáng chờ đợi bởi sự hấp dẫn và quyết liệt của nó, cũng như là tốc độ cao mà nó có thể mang đến cho người hâm mộ và việc theo dõi trực tiếp tại trường đua Đại Nam hay qua màn ảnh nhỏ. Hạng mục CBR 150R là năm đầu tiên được ban tổ chức VMRC đưa vào danh sách thi đấu với sự quyết chiến giữa nhiều tay đua dày dặn kinh nghiệm. Và chung cuộc sau chặng đua đầu tiên thì vận động viên Nguyễn Nhật Trương đã giành được vị trí cao nhất. Trong khi đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một tay đua khác có được vị trí xuất phát đầu tiên, đó là tay đua Nguyễn Vũ Thanh, người đã hoàn thành phiên chạy phân hạng với thành tích tốt nhất sau một vòng đua, đó là 1 phút 15 giây 9070. Ở vị trí xuất phát thứ hai, đó là tay đua mang số đeo số 64 Nguyễn Nhật Trường, người đã giành chiến thắng chặng đua đầu tiên. Vào vị trí xuất phát số 3, đó là Nguyễn Tôn Anh Phú. Tay đua sẽ bắt đầu tham gia nội dung CBR 150R của mùa giải VMRC năm nay từ vòng đua thứ hai này. Trước đó thì tay đua Nguyễn Tôn Anh Phú đã không thể tham gia chặng đua mở màn bởi vì Honda Việt Nam đã cử tay đua sinh năm 2004 này tham dự giải đua tại Thái Lan với tên gọi Thái Lan Talent Cup 2022 với mục đích tăng cường cọ sát thi đấu và trao đổi kinh nghiệm với các tay đua quốc tế. Những gì đã có được ở giải đấu Thái Lan Talent Cup 2022 trước đây rất có thể sẽ là những động lực, những tiền đề để cho tân binh Nguyễn Tôn An Phú cũng có cho mình một màn thể hiện ấn tượng ở trong chặng đua ngày hôm nay mà chúng ta sắp sửa được chứng kiến. Vâng, một vài thông tin khác thì đây cũng là vận động viên đang là đương kim vô địch Việt Nam Talent Cup và VMRC 2020. Và Thái Lan Talent Cup cũng là một giải đấu để nhằm tìm kiếm tài năng trẻ của Honda AP Thái Lan thi đấu ở giải thi đấu quốc tế. Còn đây là Starting Grid ở nội dung thi đấu CBR 150R với người giành được pole. Vị trí xuất phát đầu tiên là Nguyễn Vũ Thanh, vị trí số 2 đó là Nguyễn Nhật Trường, vị trí số 3 tay đua mang số đeo số 10 Nguyễn Tôn Anh Phú. Ở round 2 chúng ta có Đăng Khoa, số 58 đó là Nguyễn Nhật Linh và số 56 là Nguyễn Hoàng Tiến. Round 3 với các cái tên số 52 Nguyễn Tiến Thành, số 54 Lê Vũ Trường Giang, số 27 Tô Hà Đông Nghi và hai tay đua còn lại đó là Nguyễn Trần Đức Tài và Nguyễn Nhật Nam. Có tổng cộng 11 tay đua sẽ tranh tài ở nội dung CBR 150R của chặng thi đấu thứ hai. Đây là tay đua mang số đeo số 52 Nguyễn Tiến Thành, số 54 Lê Vũ Trường Giang. Vâng, chúng ta đang được nhìn qua một lượt những hình ảnh của các tay đua tham gia thể thức CBR 150R này. Nguyễn Tôn Anh Phú là tay đua trẻ tuổi nhất năm nay, mới chỉ 18 tuổi, góp mặt ở thể thức thi đấu CBR 150R. Trong khi đó thì Tô Hà Đông Nghi và Nguyễn Tiến Thành được đánh giá là những tay đua kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm ở thể thức thi đấu này. Tiến đến vòng làm nóng của các vận động viên. Họ vẫn đang một lần nữa khởi động một cách nhuần nhuyễn nhất với trường đua Đại Nam để đến với cuộc đua chính thức của thể thức CBR 150R. Vũ Thanh đã hoàn thành phiên phân hạng với thời gian là 1 phút 15 giây 907, và Nhật Trương thì hoàn thành phiên phân hạng với thời gian là 1 phút 16 giây 043, và Anh Phú thì cũng là 1 phút 16 giây 871. Chênh lệch là cũng không quá lớn giữa Anh Phú và Nhật Trường. Với sự tham gia của Nguyễn Tôn Anh Phú thì chắc chắn rằng cuộc đua
giữa các vận động viên ở thể thức CBR 150R sẽ trở nên kịch tính hơn với làn gió trẻ sinh năm 2004 này. Và thể thức thi đấu lần đầu tiên xuất hiện ở mùa giải VMRC CBR 150R cũng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đầy tốc độ, khi đây là dòng xe thiết kế với động cơ DOHC 150 phân khối đầy uy lực cùng với bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều. Những chiếc xe thể thao đi với tốc độ cao hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Vâng, và bây giờ thì các vận động viên đã hoàn thành xong vòng warm up để đến với cuộc đua chính thức của thể thức CBR 150R. Họ đang tiến vào khu vực để nhận vị trí xuất phát của mình. Ở ba nội dung thi đấu trước đó của chặng thi đấu thứ hai VMRC ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã tìm ra cho mình những tay đua, những cái tên mới giành được chiến thắng chặng. Liệu một diễn biến nào sẽ xảy ra ở trong nội dung thi đấu thứ tư của ngày thi đấu hôm nay CBR 150R, thì chúng ta cũng có một cái tên mới giành được pole. Những tay đua đã giành pole ở chặng đua ngày hôm nay ở các nội dung thi đấu trước đó đã không thể phát huy được lợi thế của mình để tiến đến chiến thắng. Cùng chờ xem liệu Nguyễn Vũ Thành có thay đổi được kết quả đó. So với lại chặng 1 thì Nhật Trường sẽ tạm thời có được cho mình một vị trí xuất phát, nó cũng không quá bất lợi. Nhưng mà người đã về đích thứ hai ở chặng 1 là Nhật Linh thì lại đang có một vị trí xuất phát nó tương đối là thấp hơn sự kỳ vọng của anh ta. Đó là vị trí xuất phát thứ 5. Chúng ta hãy cùng chờ xem khi bước vào chặng đua chính thức này thì Nhật Linh có thể giữ được cho mình phong độ tốt như là ở chặng đua đầu tiên hay không. Ở chặng đua đầu tiên chúng ta cũng đã được chứng kiến một sự vươn lên khá là mạnh mẽ của Tô Hà Đồng Nghi, khi mà ở chặng đó thì anh ta đã không có được sự thuận lợi trong vị trí xuất phát. Tuy nhiên nhờ vào khả năng của mình mà Tô Hà Đồng Nghi cũng đã về thứ tư. Và bây giờ thì với vị trí xuất phát thứ 9 thì chúng ta chờ xem Tô Hà Đồng Nghi sẽ có được vị trí cuối cùng như thế nào. Lúc này ở trường đua Đại Nam tại Bình Dương thì trời cũng đã xuống nắng và các tay đua đang được tranh tài ở trong một điều kiện thời tiết mát mẻ. 12 vòng đua cho nội dung CBR 150R và hiệu lệnh xuất phát cũng đã được cất lên để các tay đua tăng tốc bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Vâng, rất nhanh, chúng ta đang thấy vẫn là một cú đề ba tận dụng tốt lợi thế giành pole của Nguyễn Vũ Thành. Khúc cua đầu tiên chúng ta đang thấy một sự so kè khá mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn chưa thể vượt lên. Có vẻ như lợi thế vẫn đang nằm về Vũ Thành. Những xáo trộn ở trong giai đoạn xuất phát đầu tiên cũng có thể là một cơ hội để cho các tay đua phía sau tìm cách tấn công. Nhưng lúc này những tay đua đi đầu vẫn đang kiểm soát tốt không gian, đặc biệt là trong những khúc cua. Vâng, chính xác thì hai vị trí dẫn đầu vẫn đang là hai người có được lợi thế lớn nhất trong khu vực vị trí xuất phát, đó là Vũ Thành và Nhật Trường. Hai vận động viên này đều đang tận dụng tốt được lợi thế xuất phát của mình so với các tay đua còn lại và tạm thời nắm giữ hai vị trí đầu tiên. Tuy nhiên đây là một khúc cua mà chúng ta chứng kiến một sự vươn lên. Tạm lên khá mạnh mẽ và đang tạm thời đẩy Nhật Trường xuống vị trí thứ 3. Ở trong vòng đua đầu tiên này thì các tay đua vẫn đi với nhau thành một nhóm đông và thực sự rất khó để cho các tay đua phía sau tìm cách tấn công lên phía trên. Chúng ta sẽ chờ thêm những góc quay cận cảnh để thấy được tay đua nào đang dẫn đầu. Còn lúc này thì các tay đua đang tiến về đoạn đường thẳng cuối cùng để hoàn tất vòng đua đầu tiên. Dẫn đầu vẫn là Nguyễn Vũ Thanh, tay đua có được pole trong trận đua ngày hôm nay. Và chúng ta thấy một sự vươn lên cũng rất nhanh khi nãy mà tôi đã nhắc đến từ Nguyễn Công Hoàng Phú với số đẹo 10. Anh ta đã chỉ cách Vũ Thanh một khoảng cách là 0,67 giây mà thôi. Và Nguyễn Công Hoàng Phú đang cho thấy anh ta có thể phá lần hơi nóng mạnh mẽ hơn nữa vào người đang dẫn đầu, đó là Vũ Thanh. Sự so kè rất mạnh mẽ và quyết liệt giữa anh Phú và Vũ Thanh. Lúc này thì nhóm ba tay đua đi đầu cũng đang tạo ra khoảng cách khoảng tầm gần 2 giây so với nhóm phía sau dẫn đầu bởi Nguyễn Hoàng Tiến, tay đua sinh năm 1995. Vâng, chúng ta đang chứng kiến một sự tách tốp để tạo ra lợi thế của ba người dẫn đầu. Một điều mà chúng ta có thể thấy được sự tương đồng so với thể thức vừa mới diễn ra, đó là Winner X150. Tiếp tục là sự cạnh tranh rất gay gắt giữa người đang xếp thứ 2 và 3. Và những sự cạnh tranh này cũng một lần nữa tạo ra được khoảng trống để vươn lên đến từ Vũ Thành.
Anh Phú vẫn đang bảo vệ được vị trí thứ hai của mình với khả năng bám đuổi cực kỳ gắt gao của Nhật Cương. Nhật Cương đang muốn vươn lên, Nhật Cương đang cố gắng vươn lên và vào cua với một lợi thế vẫn chưa thể vượt qua được Nguyễn Tôn Anh Phú. Sự tự tin vẫn đang được Nguyễn Tôn Anh Phú thể hiện ở trong chặng đua ngày hôm nay, chặng đua đầu tiên anh góp mặt ở mùa giải VMRC 2022. Thì đua sinh năm 2004 vẫn đang chơi kiểm soát và tấn công sòng phẳng trước những người đàn anh của mình. Vâng, hiện tại thì chúng ta đang thấy Nguyễn Tôn Anh Phú vẫn đang cố gắng bám đuổi người đàn anh lớn hơn mình đúng nửa thập kỷ, Vũ Thành. Vũ Thành thì anh ta sinh năm 99. Lúc này ở những góc quay từ trên cao, chúng ta cũng thấy được ở trên xa hình đua đang chia thành hai nhóm khá rõ ràng, với 5 xe đi đầu cùng với đoàn đông phía sau với 6 xe còn lại. Vẫn là một cuộc bám đuổi rất gay cấn, và chúng ta thấy rằng số 61 Nguyễn Vũ Thành vẫn giữ được lợi thế của mình so với lại Nguyễn Tôn Anh Phú. Khoảng cách bây giờ ghi nhận chỉ là 0,19 giây. Rõ ràng là 39 vẫn dẫn đầu, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào khi các tay đua vẫn đang đi với khoảng cách rất sát nhau, và họ liên tục ngoái nhìn để kiểm soát được vị trí cũng như động thái của các đối thủ của mình. Anh Phú vẫn đang chờ đợi một thời cơ, một thời cơ để đối phương lộ ra sơ hở. Tuy nhiên cả hở là thứ mà Vũ Thành vẫn đang lấp đầy bằng những tình huống xử lý ngọt của mình trong những pha vào cua. Rõ ràng là với vị trí dẫn đầu hiện tại thì Vũ Thành cũng có đôi chút lợi thế trong việc lựa chọn vị trí để vào cua và gia tăng tốc độ ở đoạn đường tiếp theo. Bốn xe đi đứt sát nhau ở vị trí bám đuôi của Vũ Thành. Đó, bất kỳ một sai lầm nào được lộ ra cả. Rõ ràng là hai vị trí top 2 và top 3 có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong một cuộc so kè giữa bốn tay đua phía sau Vũ Thành. Còn lúc này thì tay đua mang số đèo số 61 vẫn đang tận dụng tốt cơ hội vào cua của mình để gia tăng khoảng cách. Đoạn đường thẳng để các tay đua hoàn thành vòng đua vừa rồi, và trước mắt họ còn 8 vòng đua nữa để hoàn thành chặng đua ngày hôm nay. Vâng, như vậy là chúng ta đã thấy có một sự hoán đổi vị trí ở vị trí thứ ba. Đăng Khoa và Nhật Trường đã hoán đổi vị trí cho nhau. Đăng Khoa đang tạm thời vươn lên thứ ba và Nhật Trường xếp thứ tư. Cũng có mặt ở trong nhóm đồng năm tay đua đi đầu này còn có người về thứ hai chung cuộc ở chặng đua đầu tiên, đó là Nguyễn Nhật Linh, tay đua sinh năm 1999. Nếu so sánh chỉ tính ở trong chặng hai này thì phiên phân hạng Nhật Linh xuất phát ở vị trí thứ năm và anh ta cũng đang sở hữu vị trí tương đồng so với phiên phân hạng của mình. Trong khi đó chúng ta đang được chứng kiến vẫn là một cuộc so kè và chờ đợi thời cơ để vươn lên đến từ Nguyễn Tôn Anh Phú. Tuy nhiên như đã nói thì Vũ Thanh vẫn là một vận động viên đang có được sự tập trung và xử lý cực kỳ tự tin những tình huống vào cua của mình. Ba người dẫn đầu vẫn đang cố gắng so kè nhau, và đây là lúc mà chúng ta đang chứng kiến một pha vươn lên, nỗ lực vươn lên đến từ vận động viên có trang phục một cái giải vàng ngay thắt lưng của mình. Màn so kè hấp dẫn giữa hai xe, và chúng ta cùng chờ xem liệu tay đua nào sẽ có cơ hội bước lên ở tình huống cua này. Đó là Đăng Khoa với pha bước lên rất tốt ở khúc vào cua trước khi tiến vào 200m đường thẳng. Đăng Khoa đã vươn lên dẫn đầu, nhưng bây giờ lại là tình huống vươn lên một lần nữa đến từ Vũ Thành, chỉ cho đối phương hít thở vào không khí dẫn đầu một chút thôi thì ngay lập tức Vũ Thành đã đòi lại nó. Nhưng mà so kè cực kỳ hấp dẫn và khoảng cách lúc này thực sự là xích sao. Chúng ta thấy là tay đua mang số hiệu số 10, tay đua trẻ Nguyễn Tôn An Phú cũng đã bắt đầu vươn lên. Vâng, vừa rồi là một pha vào cua cực kỳ hấp dẫn giữa ba người dẫn đầu và anh Phú đã một lần nữa vượt lên rất căng thẳng. Anh Phú đã tạm thời vượt lên so với lại Vũ Thành, và người đang tạm thời dẫn đầu chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là Đăng Khoa với một cái dải màu vàng đồng ở phía sau thắt lưng của anh ta. Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi các tay đua bước vào đoạn đường với nhiều khúc cua chữ S. Đây mới chỉ là những vòng đua đầu tiên, phía trước mắt các tay đua vẫn còn đến 6 vòng đua nữa để hoàn thành chặng đua ngày hôm nay. Nhưng những cuộc tấn công đã sớm nổ ra.
Đăng Khoa là người xuất phát ở vị trí thứ tư, tuy nhiên cách mà anh ta lầm lũi tiến lên nó cũng rất đáng sợ với các vận động viên còn lại. Với những phá của mình đúng thời điểm để phát lực đầu cho đến thời điểm này, anh Phú vẫn đang chưa muốn buông thà. Với khoảng cách hai tốp rất rõ ràng và cách biệt là xích sao được tạo ra thì rất có thể ba vị trí dẫn đầu ngày hôm nay của thể thức thi đấu CBR 150R cũng sẽ chỉ được phân định với phần trăm giây mà thôi. Đúng với tính chất mà chúng ta mong đợi ở thể thức này, sự căng thẳng và quyết liệt được đẩy lên rất cao. Và đây cũng là thể thức thi đấu ngày thi đấu hôm nay cho đến giờ có được nhiều màn hoán đổi vị trí dẫn đầu nhất. Lúc này thì ba tay đua dẫn đầu cũng bắt đầu tạo ra khoảng cách tính bằng giây so với nhóm hai tay đua phía sau. Anh Phú vẫn đang cố gắng tận dụng đỡ vươn lên và đây là khúc vào cua. Tuy nhiên anh ta chưa thể xâm nhập được vào khu vực để có thể vươn lên của Đăng Khoa. Trong khi đó thì Vũ Thanh vẫn đang chờ đợi một thời cơ để đòi lại những vị trí cao hơn của mình. Anh Phú cho thấy lý do tại sao mà anh ta được đại diện thi đấu quốc tế ở Thái Lan. Người đang dẫn đầu Nguyễn Hoàng Đăng Khoa tay đua mang số đeo số 17 cũng là một tay đua của chủ nhà. Anh Phú đang cố gắng vượt lên, anh Phú đang làm được điều đó và tạm thời anh Phú sẽ tạm thời dẫn đầu ở khúc cua đầu tiên này. Chúng ta vẫn đang chờ đợi thêm những tình huống hoán đổi nữa, rất căng thẳng. Đó là tình huống mà tay đua trẻ đã xử lý rất tốt một đoạn cua hẹp và che chắn để không cho đối thủ của mình vượt lên. Lúc này thì đến lượt An Phú, tay đua sinh năm 2004 đang là người dẫn đầu. Trước đó thì Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, tay đua của chủ nhà Bình Dương là người dẫn đầu. Mọi thứ đang liên tục thay đổi, trước mắt các tay đua còn 4 vòng đua nữa. Vâng, chúng ta đang thấy thật sự quá hấp dẫn và bây giờ đã có thêm một sự hoán đổi nữa ở vị trí thứ hai. Đăng Khoa bây giờ tạm thời xếp thứ ba. Liên tục là những pha so kè và tận dụng rất tốt sai lầm của đối phương. Tiếp tục đây sẽ là một tình huống mà chúng ta có thể chứng kiến một sự vươn lên. Đang cố gắng bảo vệ vị trí của mình. Vẫn là một nỗ lực đến từ Nguyễn Toàn Anh Phú. Rất căng thẳng, 200m đường thẳng và Đăng Khoa cũng đang muốn vươn lên để đo lại vị trí dẫn đầu. Quá hấp dẫn, đó là cuộc chiến giữa Tam Tấu, Nhật Linh, Đăng Khoa và Nguyễn Tùng Anh Phú. Lúc này thì sau đoạn cua vừa rồi chúng ta cũng thấy là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã là người vươn lên dẫn trước. Nhưng khoảng cách là rất nhỏ so với những xe phía sau. 0.07. Rất nhỏ, Nhật Linh nãy giờ cảm giác rằng chúng ta đã nhắc đến những người đối thủ của anh ta quá nhiều rồi và anh ta cũng muốn được chúng ta nhắc đến nhiều hơn. Và bây giờ Nhật Linh đang tạm thời có một sự bứt phá rất mạnh mẽ để chiếm lấy vị trí thứ hai. Người giành được bầu Vũ Thành cùng với người giành chiến thắng chặng đua đầu tiên đó là Nhật Trường lúc này đã rơi xuống hai vị trí còn lại. Thứ hạng ở trên đường đua lúc này thay đổi liên tục và người đang dẫn đầu một lần nữa lại là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Nhưng mà Nhật Linh nói rằng anh ta muốn vươn lên và anh ta đã vươn lên được. Đó là pha vươn lên đến từ vận động viên của số đeo 58 Nhật Linh ở khúc cua vừa qua. Bây giờ thì chúng ta không thể nói trước được điều gì nữa ở thách thức CBR 150R này khi mà nó vẫn đang diễn ra quá hấp dẫn và có thể nói là rất ảo diệu với những tình huống hoán đổi vị trí dẫn đầu liên tục. Khúc cua vào 200m đường thẳng này và Nhật Linh đang hướng đến hai lap cuối cùng. Nhật Linh đang cố gắng dẫn đầu, Đăng Khoa cũng muốn đòi lại vị trí dẫn đầu của mình. Đăng Khoa đang cố gắng vươn lên. Đăng Khoa đang cố gắng làm điều đó. Khúc cua đầu tiên, Đăng Khoa vượt lên. Lúc này thì Đăng Khoa đã là người vào cua trong và anh đang cố gắng mở tốc độ để lấy lại cho mình vị trí dẫn đầu. Có được hay không cùng chờ xem. Như vậy là xe của Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã vươn lên dẫn trước và đang cố gắng kiểm soát không gian hẹp để không cho những đối thủ của mình có cơ hội tấn công. Và như vậy đã có một tình huống va chạm giữa các tay đua. Có lẽ là xe của Nhật Linh, chúng ta cùng chờ xem. Tay đua đang cố gắng quay trở lại với đường đua. Những khúc cua hẹp luôn có rất nhiều cơ hội nhưng cũng kèm theo đó là rất nhiều rủi ro. Vâng, có vẻ như là Nhật Linh không thể khởi động lại chiếc xe của mình nữa, rất đáng tiếc. Một tình huống vào cua và anh ta đã ngã xuống khiến cho bản thân mất đi cơ hội tạo ra cuộc đấu tranh song phẳng với là Đăng Khoa. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng chờ xem kết quả cập nhật. Đây là những diễn biến ở các đoạn đường còn lại ở trên đường đua.
Đây là xe có vẻ là xe của tay đua Nguyễn Tiến Thành. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đang chờ đợi những góc máy khác để xác định các vị trí đang dẫn đầu. Có vẻ như hiện tại thì vẫn đang là một khoảng cách. Đây là khoảng cách mới nhất được tạo ra khi người đang dẫn đầu vẫn là tay đua của chủ nhà Bình Dương Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Khoảng cách tạo ra là 0,72 giây so với Nguyễn Vũ Thành. Đã có rất nhiều cuộc đổi ngồi sau tình huống va chạm vừa rồi khi các tay đua bước vào ba vòng đua cuối. Vâng, chúng ta đang thấy là lần lượt là Đăng Khoa, Vũ Thành và Nhật Trương. Tiếp theo là Nguyễn Cầu Hoàng Phú. Đã có những sự phản đổi liên tục ở trong thể thức Cebra 150R này. Rất đáng tiếc, một lần nữa là rất đáng tiếc cho Nhật Linh khi mà anh ta đã bị ngã xe và không thể tiếp tục cuộc đua của mình. Nó cũng khiến cho sự kịch tính đang được đẩy lên rất cao bỗng nhiên phải hạ nhiệt một chút. Và bây giờ Đăng Khoa đang cố gắng để bảo vệ thành quả của mình, vẫn là sự ổn định đến từ vận động viên số đèo 17 này. Giờ thì cờ đang về tay của Đăng Khoa, tay đua của chủ nhà Bình Dương. Cùng chờ xem liệu anh có thể chuyển hóa nó thành chiến thắng chặn của mình ngày hôm nay hay không. Đăng Khoa đang cố gắng mở tốc độ. Theo sát theo anh đó là xe số 64 của Nhật Trường. Rất căng thẳng, chúng ta chờ xem. Đây là vòng đua cuối cùng và người đang dẫn đầu lúc này vẫn đang là Đăng Khoa. Tay đua cũng đã là người vào cua đầu tiên để tiếp tục có cho mình vị trí dẫn đầu. Nhật Trường đã băng lên phía trên. Tiếp tục là tình huống mà Đăng Khoa kiểm soát tốt không gian để dẫn đầu. Và một lần nữa đã có tình huống va chạm ở trong khúc cua tương tự như khúc cua trước đó của Nhật Linh. Có quá nhiều những diễn biến kịch tính và đầy bất ngờ xảy ra ở trong chặng đua ngày hôm nay. Nhật Trường đang cố gắng quay trở lại với đường đua, nhưng có lẽ tốp đầu sẽ không còn gọi tên anh nữa. Đăng Khoa đang cố gắng mở tốc độ và bỏ các tay đua phía sau. Khoảng cách được tạo ra là tương đối lớn và chúng ta phải cùng chờ để cập nhật kết quả này. Sự điềm tĩnh của Đăng Khoa đang có khả năng giúp cho anh ta có thể đang ngồi ở trong chặng đua thứ hai này. Và bây giờ một mình một ngựa đang tiến vào 300m đường thẳng và chúng ta hãy chờ xem. Chưa ai có thể bám đuổi được người dẫn đầu này cả. Cũng ngay đoạn đường đó, ngay những khúc cua chữ S sau khi các tay đua bước vào vòng đua mới thì liên tục những tình huống va chạm đã xảy ra. Những đoạn cua hẹp như chúng tôi đã nói vừa là cơ hội nhưng cũng là một thử thách. Như vậy là cờ Caro cũng đã bắt đầu được phất lên để các tay đua bước vào vòng đua cuối cùng của mình. Lúc này thì Nguyễn Hoàng Đăng Khoa vẫn đang là người dẫn trước và cùng cho xem anh đã đăng xe để ăn mừng chiến thắng chặn của mình. Vâng, rất tuyệt vời sự bình tĩnh của Đăng Khoa ở trong cuộc đua này cũng đã giúp cho anh có được trái ngọt và giúp cho anh Đăng Quang ở chặng đua thứ hai này, một chặng đua mà Đăng Khoa đã phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt với những đối thủ có thể nhắc đến như là Nhật Trường và trước đó là Nhật Linh. Và đây là màn cả bánh nẹt bộ ăn mừng của tay đua đến từ chủ nhà Bình Dương để ăn mừng chiến thắng với những khán giả đã có mặt ở trường đua Đại Nam ngày hôm nay. Một chặng đua mà khoảng cách giữa người giành chiến thắng và không là gì cả là rất mong manh ở những đoạn cua, những tình huống va chạm, những pha tăng tốc và kể cả đó là những màn cạnh tranh xít sao đã được các tay đua phô diễn ở trong chặng đua ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta thực sự có thể thỏa mãn với độ hấp dẫn cứ dần tăng lên theo các thể thức ngày hôm nay diễn ra. Và thêm một cái tên mới nữa đã có được dịp khui champagne và ăn mừng chiến thắng ở trên bục cao nhất ở chặng đua thứ hai này. Quá nhiều những diễn biến hấp dẫn ở trong phần đầu của mùa giải VMRC năm nay. Vâng, thể thức này thật sự là một thể thức quá hấp dẫn và rất đáng để chờ đợi của Việt Nam Motor Racing Championship. Và nó cho thấy sự đúng đắn khi được diễn ra ở trong mùa giải năm nay lần đầu tiên. Nó có thể cống hiến cho người hâm mộ những phút giây thật sự mãn nhãn. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại một podium nhận giải ngày hôm nay. Đăng Khoa dẫn đầu, Vũ Thành về nhì và Nguyễn Tôn Anh Phú. Dù sao thì cũng đã khép lại chặng đua đầu tiên của mình tại mùa giải năm nay với một thành tích khá là tốt, vị trí thứ 3 của Nguyễn Tôn Anh Phú. Và nó cũng là vị trí xuất phát của anh ở trong phiên phân hạng. Và bây giờ chúng ta hãy chứng kiến lại những highlight, những điểm nhấn trong ngày hôm nay của thể thức Cebra 150R. Đây chắc chắn là phần highlight có nhiều điểm nhấn nhất. Rõ ràng là những gì đã diễn ra ở trong phần thi này đơn giản là không thể rời mắt được.
Như vậy là Nguyễn Phú Thanh cũng đã chuyển hóa được pole của mình thành một cơ hội để anh có lần đầu tiên đứng trên bục nhận thưởng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó thì Nguyễn Tô Anh Phú cũng đã có những màn trình diễn ấn tượng khi tay đua trẻ lần đầu tiên thi đấu ở mùa giải mô tô chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Nhưng sân khấu, ánh đèn sân khấu phải thuộc về Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, người đã có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng để có được chiến thắng chặn. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng động cơ rất to hò đến từ Đăng Khoa với màn ăn mừng cực cháy, cực bốc ở dưới sân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lại thời gian thực tế để đón xem những màn ăn mừng của ba vận động viên giành được vị trí trên bục podium ngày hôm nay. Đăng Khoa và hai người còn lại, Vũ Thanh cùng với lại Nguyễn Tùng Anh Phú. Và xin nhường lời lại cho MC Mai Anh. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa theo dõi những pha thi đấu phải nói là rất gay cấn, rất hấp dẫn, và cũng đã có những pha va chạm xảy ra ở hạng mục thi đấu CBR150R vừa rồi. Và bên cạnh Man đây là một tay đua rất điển trai và cũng thi đấu rất xuất sắc, một gương mặt cũng rất quen thuộc của giải đua xe mô tô Việt Nam. Thì xin được chúc mừng Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã về nhất. Ngày hôm nay thì đầu tiên thì chia sẻ cảm xúc một chút về thành tích của mình được không ạ? Ngày hôm nay thi đấu hệ CBR150 thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được chiến thắng hạng nhất. Và bạn cũng đã cải thiện được thành tích của mình ở chặng đầu tiên. Thì không biết là làm như thế nào để bạn có được cái sự cải thiện thành tích đó ở chặng thi đấu ngày hôm nay ạ? Trải qua chặng 1 nhiều khó khăn, em cố gắng tập luyện và đạt được những gì muốn như hôm nay. Như vậy thì khi mà chúng ta chuẩn bị bước sang chặng thứ 3 diễn ra trong thời gian không lâu nữa, thì không biết là bạn sẽ đặt mục tiêu như thế nào ở chặng thi đấu thứ 3 sau chặng ngày hôm nay? Mục tiêu của em là chức vô địch CBR và em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Dạ vâng, và chắc chắn là với sự nỗ lực của mình thì chúc cho bạn sẽ thi đấu thật tiếp, chúc cho bạn thi đấu thật tốt ở những chặng thi đấu tiếp theo nữa. Và quý vị ơi, ở đây thì Van thấy có một cô bé rất là dễ thương, con gái của Đăng Khoa đúng không ạ? Đúng, quý vị ơi, dành một tràng pháo tay cho tay đua nhí của chúng ta. Đây có thể là một trở thành một tay đua trong tương lai nối nghiệp cha của mình. Đây là con gái của Đăng Khoa, rất là dễ thương. Rồi con gái ơi, con tên gì nào? Con tên gì? Con tên đi nào. Nhiễm ngày hôm nay rất là e thẹn. Nhiễm ơi, bây giờ con nói là chúc mừng ba Khoa được không nào? 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng ba Khoa. Rồi, chúc mừng hai ba con rất là nhiều. Chúc mừng gia đình của mình. Và một lần nữa xin được chúc mừng Đăng Khoa đã thi đấu rất là tốt ngày hôm nay. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tiến về khu vực sân khấu để chuẩn bị trao giải cho các tay đua thi đấu rất xuất sắc ở hạng mục CBR150R quý vị nhé. Và ngay sau đây, Man xin mời lên sân khấu ba vận động viên đã thi đấu rất xuất sắc ở hạng mục CBR150R. Hạng 3 xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Tôn Anh Phú, hạng 2 vận động viên Nguyễn Vũ Thanh,
Và hạng nhất xin chúc mừng vận động viên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Mình vẫn còn nhớ là ở mùa giải trước là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa cũng đã thi đấu rất là tốt và nhận được rất là nhiều sự hâm mộ, đặc biệt là của các fan girl, đúng không nào? Và bây giờ một tràng pháo tay dành cho Valedor rất xuất sắc của chúng ta trên sân khấu ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hạng 3, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Hữu Quân, Phó phòng kinh doanh Olins Hoàng Việt sẽ tiến lên sân khấu trao giải cho Nguyễn Tôn Anh Phú. Và anh Phú cũng là tay đua vừa tham dự giải một giải quốc tế tại Thái Lan, quay trở về vào ngày hôm nay cũng thi đấu rất là xuất sắc và nằm trong top 3 của chúng ta. Xin được chúc mừng anh Phú và xin được cảm ơn ông Trần Hữu Quân. Tiếp theo hạng nhì, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trang Gu Xuất, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Vidas SJC Việt Nam. I would like to invite Mr. Trang Gu Xuất, Deputy Director of Vidas SJC Việt Nam. Come on stay to deliver the award. Thank you so much Mr. Trang Gu Xuất và xin được chúc mừng Nguyễn Vũ Thanh. Và bây giờ đây, hạng nhất chúng tôi xin trân trọng kính mời Mr. Tatsuya Osaka, General Manager of Customer Unit of Honda Việt Nam. Come on stage to deliver the first prize. Thank you so much Mr. Tatsuya Osaka và xin được chúc mừng các tay đua Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Vũ Thanh và Nguyễn Tôn Anh Phú. Thank you so much Mr. Tatsuya Osaka, Mr. Trang Gu Xuất and Mr. Trần Hữu Quân. Vâng, và bây giờ đây là khoảnh khắc vui champagne ăn mừng chiến thắng của các tay đua ở hạng mục CBR 150R. Và xin mời các bạn sẽ cùng ăn mừng vui trong band sau 3 tiếng đếm của band nào. 1, 2, 3, xin chúc mừng. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng Đăng Khoa, Vũ Thành và Anh Phú. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Và thưa quý vị, như vậy là chặng thứ hai của hạng mục đua xe CBR 150R cũng đã khép lại. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục cuối cùng của chặng đua thứ hai giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2022. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón